Con xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới thật nhiều niềm vui và bình an trong Chúa Kitô và mẹ Maria. Hôm nay con có đến giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang và gặp các cô nhóm cắm hoa. Thì con xin mời mọi người cùng với các cô cắm hoa để dâng lên Chúa. Và video này con làm ấy để cho những ai yêu thích cắm hoa, các cô này sẽ chỉ cho chúng ta cách cắm hoa từ cơ bản nhất cho đến gọi là khó hay là chuyên nghiệp. Thì đó, các cô ở đây cắm hoa rất là đẹp nhá. Mọi người để ý xem mà đây này. Đó, các hoa của các cô mua về đó. Đó. Đây là chỉ mới là hai người thôi mà nhóm cắm hoa này rất là nhiều người. Nhưng mà hiện tại thì con sẽ quay cho là cô Mai Huê. Nó một cái bình hoa cắm đài lòng Chúa thương xót nhá mọi người. Đây thì giáo xứ này nó rộng mình cột nước, cột chặt nó xuống à. Cột là phải có cái này. Để dèo nó vào cọng dây cho nó khỏi bị sụp sật, nó khỏi bị đỏ, khi đưa hoa lên nó không bị đỏ. Xong bắt đầu mình đi để lá là cắt lá đấy, cắt xong rồi cái này cành lá này nếu mà để nguyên thì nó to lắm, nó sẽ bị thô. Cô Huê có thể là mình quay ngang qua như này để cho mọi người cùng thấy nhá. Đó, okay. Như vậy là mọi người sẽ nhìn thấy hết. Nếu để nguyên thì nó sẽ bị to, là nó sẽ bị thô, thì bây giờ mình phải tém bớt này, mình cắt thì cắt theo kiểu dáng, tùy theo mình thích. Mình ở đây thì mình cắt là hình đuôi cá nha. Đó, cắt hình đuôi cá. Tém gọn lại cho nó gọn. Nếu mà để cả tay thì nó sẽ bị bành ra, nó xấu. Và mọi người đang nhìn thấy một chị cắm hoa rất là đẹp, đó là chị Vân, cũng thuộc về giáo xứ Nguyễn Duy Khang. Mình tạo dáng, muốn tạo dáng được thì lấy cái cọng dây mình cột. Vâng. Đó, cột cọng dây mình sẽ tạo dáng. Bây giờ mình muốn kéo mình tạo dáng để cho nó đẹp thì là mình phải quấn một vòng nữa, đã quấn lên như thế này. Đó. Tùy theo mỗi người có một cái kiểu cắm nó tạo dáng khác nhau. Mình thì mình đang đi cái hình bên lòng Chúa thương xót. Một cái nữa đi là phải song song, nó đi lá là phải đi theo cặp thì nó mới tương xứng. Nếu mình đi lẻ thì nó sẽ bị lẻ thôi, không có tương xứng hoặc không có phù hợp. Thế quỳ đó, con thấy quỳ để vươn lên, quỳ lên và dơ lên để cầu xin. Mình đi hoa cắt bớt lá cho nó gọn để nó khỏi có đường ra, đi hoa nó sẽ ra rét hơn. Mình thì mình cắm ở trọng điểm trước đó. Hai cái mình trọng tâm, sau đó mình muốn đi dài là bắt đầu mình thả ra này. Mình thả ra nhé. À, thì làm một cái cây chặt ở đây.
thì đi hoa nó hơi chưa thơm, nó rơi rơi ra chút thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Nếu mà hoa nhiều thì sẽ xếp màu này thì nó sẽ nhìn nó sẽ có nét hơn, nhưng mà mình đi theo kiểu là tiệm hoa. Không có tốn hoa mà nó vẫn ra được cái dáng đi lên nha. Đây là màu trắng, còn bên đây sẽ phối màu tím. Cũng tùy theo mẫu nha, có mẫu thì đi lá trước, mẫu thì đi hoa trước. Mẫu thì mình tạo dáng bằng lá trước. Cái hoa này này nó có cái mặt trong mặt ngoài, mình nhớ cắm là mình phải bẻ cái mặt hoa nó đi ra thì mình sẽ nhìn thấy hoa của nó, không có nó sẽ bị cụp vào này. Ví dụ mình cắm như này nó sẽ bị quay vào, mình cắm này nó quay ra. Đấy. Lựa đúng cái thế. Cái ngọn này lấy luôn, không có bỏ cái gì hết nha. Cắt bớt thì cho nó gọn để mình tạo cái dáng thôi. Đây là mình cắt hoa là mình hầu như là tận dụng hết chứ không có bỏ. Thì bấm cho nó gọn thôi. Để mình đi dáng cho nó dễ. Nè, máu và nước thì thêm một bông nữa vào đây nữa là ok. Ra được cái dáng rồi đó. Thầy nhìn thấy được chưa? Con thấy nó cũng đang dần ra cái dáng hoa của cô ngày hôm nay rồi đó. Rồi, giờ để chỉ có đi lá thôi. Tại vì mình thì đi thì rất là ít lá, ít hoa. Không có đi hoa nhiều. Đây, muốn nó đẹp thì phải bẻ.
bẻ nó cong lại, quấn nó lên. Nó móng cái cành dừa nó tự cong. Cái hoa nó đổ thì phải làm cái lá nó đổ theo. Cái hoa này mặc cái áo. Cô đang dùng một cọng kẽm để cô bẻ cái cành lá dừa cho nó thành cái mẫu để phù hợp với cả cái mẫu hoa mà mình cắm hôm nay. Lá mà cô đang cắt đấy còn gọi là lá hạnh phúc hoặc là lá phát tài. Đó, nhưng mà lá này cô mua rất là đẹp, nó có màu sọc vàng ở giữa. Lá này là lá thiết mộc lan. Lá thiết mộc lan. Còn gọi là lá lan. Thế cái cành này nó già thì mình đi cái lá nó dài ra. Đó, nó giống như là mình mặc cái áo nó có cái vải che vậy đó. Vâng. Tới đây thì mình ngắm hạ cho nó tạo vàng. Nó hỏng rồi, bắt đầu mình cắt lá kiểu mình đi lớp dừa ngoài là mình đi cho nó kín cái phủ liệu ở dưới này cho nó lấp bớt đi, bắt đầu là mình để trang trí ở trong cho nó kín lại thì cắt lá nó tạo kiểu. Cắt lá mà tạo kiểu mình đi cái đầu này nó đẹp hơn, cứng hơn, đẹp hơn. Có nhiều kiểu lắm, một là mình đi hình đuôi cá, hai là mình đi hình
mở chim chim thần ấy. Cho thêm. Bên đây mình có thể mình tạo thêm một cái lá khác. Cô có thể giới thiệu cái lá nó tên gì được không ạ? Lá này là cái lá khác của nhà thờ, lá này là lá phục á. Lá phục. Dạ. Phục mà phục trẻ chứ không phải là phục liền đâu. Phục khí á. Nó giống như là chầu bà khí á, chầu bà tròn này, cái này là chầu phục khí. Cắt cái nhà lá vườn. Khe hở này thì mình lên trong một cái lá nó lạ lạ một chút thì là nó sẽ đẹp hơn. Đó. Bắt đầu mới đi qua đây. Bởi vì bên này là lối đi của mọi người đi từ đi xe đi từ trên đi xuống thì mình phải lên xe cái bên này ạ. Trồng có thể nó rộng quá, nó đằng sau nó không cần thiết thì mình có thể ăn gian được, còn cắt thì không cần cắt, mình quặng cái này mình cho vô để miễn sao nó tím nó đẹp được. Cái chỗ này nó còn hỏng đúng không ạ, sẽ thêm mà này. Mình sẽ kiếm cái lá nhỏ thôi, đằng sau thì mình tận dụng. Tại vì mình có hoa dư này thì mình tận dụng, còn không thì mình đi lá nhỏ, lá kiểu. Thank you.
xong rồi đó. Đơn giản không ạ? Con cảm ơn cô Huê rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này và hẹn mọi người ở những video tiếp theo để được những ai yêu thích cắm hoa, từ những nét cơ bản cho đến những nét đặc sắc, thì xin mọi người cùng theo dõi các video tiếp theo. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Cô Huê chào mọi người. Dạ, chào chị Vân luôn nhá. Đó. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là sản phẩm mà bình hoa lúc nãy cô Huê có cắm để dâng lòng Chúa thương xót. Đó, đây là bình hoa cắm rất cơ bản thôi, để dành cho những ai yêu thích cắm hoa để dâng cho Chúa và Đức Mẹ. Đó.